Hello, hello, mình chào anh em chú bác đang theo dõi clip số 53. Và hôm nay em về được một số đồ nghề nè, của Mỹ, của Nhật anh em. Với hình thức cũng khá là ok, phù hợp với anh em mua về mình sưu tầm, mình sử dụng đều ok hết ha. Và cũng như thường lệ luôn anh em, mã số nè và giá cả công khai của sản phẩm đó anh em, em có dán bên trên nên là khi anh em mình xem video mình có thể biết được giá của sản phẩm đó nha. Còn về chi tiết của sản phẩm nó như thế nào thì anh em vui lòng xem thật kỹ trong video giùm em. Thì em sẽ có những thao tác là em quay các cái góc cạnh của nó, em đo cái kích thước thực tế của nó luôn, và em giới thiệu đến anh em những cái tính năng, những cái công năng và cách sử dụng của sản phẩm nó như thế nào. Và anh em mình xem mình thấy nó phù hợp với nhu cầu của mình á thì anh em ủng hộ em ha. Thì hình thức chốt đơn bên em thì anh em vui lòng gọi điện thoại trực tiếp đến số điện thoại của em là 0896996883. Và số điện thoại này em có dùng Zalo luôn anh em ơi, nên là anh em mình cũng có thể kết nối Zalo với em để mình có thể cập nhật những cái video mới nhất, những cái sản phẩm em lên về mới nhất, hoặc là anh em mình có thể trao đổi kỹ càng với nhau hơn về hình thức mua bán, vận chuyển cũng như là thanh toán ha. Rồi, một điều lưu ý, cực kỳ lưu ý khi anh em chốt đơn hàng, anh em vui lòng báo giúp em mã số của sản phẩm cộng mã số của clip giúp em, để nó tránh sự nhầm lẫn giữa các cái món hàng, nó các clip khác nhau đó nè. Thì như anh em cũng thấy đó, trong mỗi clip nó đều có con số 1 đến con số 30, thì trung bình là em sẽ lên tầm 30 sản phẩm đó nè. Nên là trong clip nào nó cũng có những con số đó hết, nên để phân biệt các sản phẩm với nhau, anh em báo giúp em thêm cái mã số của clip nữa. Em ví dụ clip hôm nay là clip số 53, thì khi anh em chốt đơn anh em báo giúp em là mã số bao nhiêu đó của clip 53. Em ví dụ ha, anh em chốt cây búa đinh này của Grassman ngày hôm nay, anh em báo giúp em mã số 1 clip số 53. Rõ ràng về chi tiết nó sẽ giúp đỡ cho trao đổi giữa người bán và người mua nhanh gọn và nó chính xác hơn anh em nha. Rồi em vào chi tiết sản phẩm của ngày hôm nay luôn. Đầu tiên em lên một cây búa Grassman của Mỹ anh em. Đây, Grassman, một thương hiệu của Mỹ ha. Trên này cây này là hình thức nó còn mới anh em, có thể là dùng lướt hoặc là chưa qua sử dụng luôn anh em. Đây Grassman này. Đấy, đây là 16 ao này, thông tin của sản phẩm nó nằm trên này hết rồi nè. Made in USA này, đây anh em thấy không ạ? Đó. Cây búa này hình thức rất là mới nha nè, em thấy là nó mới keng luôn đó. Về kích thước của sản phẩm đó nè, cây này có chiều dài là 34cm, dạng búa đinh ha, một đầu đỏng và một đầu bảy đinh. Với cái thiết kế của nó là thép nguyên khối đúc anh em, và có bọc ke cao su ở phần cán anh em nha. Này là thép nha anh em, thép nha. Này, rất là chắc chắn luôn. Đầu tiên về cái lớp cao su này, anh em thấy còn rất là mới luôn anh em. Đó, mới đẹp nha. Thông tin của sản phẩm này, thương hiệu của nó này nè. Rồi, cái phần này là phần cán thép anh em, đúc nguyên khối ha, nên cho anh em được cái độ chắc chắn nó rất là cao. Và cái thiết kế cái chỗ này nó mỏng anh em, giúp anh em mình nó đi vào những cái khe hẹp được ha. Đây, cái tem của sản phẩm còn luôn nè anh em. Ở sau này nó có một cái tem chống chỉ định của sản phẩm, ví dụ như anh em đeo gương vào khi sử dụng rồi đó, thì nó bị mất rồi ha. Nó bị mất cái lớp tem đó rồi, nó còn cái lớp keo đây thôi. Anh em mình về vệ sinh ra ha. Đầu búa này nè, còn nguyên cái lớp keo nhựa luôn á nè. Thông tin của sản phẩm trên này anh em nha. Về mặt đóng này nè, đó, rất là đẹp luôn. Đầu bấy đinh này nè, cái này cũng khá là lớn nặng. Em sẽ coi cái trọng lượng của nó ha. Em cân là tròn 1kg anh em nha, 1kg lô ha. Anh em chốt cây này báo giúp em mã số 1, giá của nó là 720.000. Anh em khi chốt hàng báo giúp em mã số 1 clip số 53. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Tiếp theo cũng là một cây búa đinh anh em, tuy nhiên cây này của Nhật ha, thương hiệu của nó là hãng Bakuma của Nhật nha anh em. Đây, Bakuma, made in Japan ha.
Hình thức cũng khá là đẹp anh em. Tổng chiều dài của nó là 35,5 cm. Này, anh em xem ha. Cái này cũng là dạng búa đinh, có cán thép bọc cao su. Thì đầu tiên về cái lớp cao su cầm tay này cũng còn khá là đẹp. Em chưa thấy có dấu hiệu bị rách hoặc là bị cấn vào sâu bên trong anh em nha. Đây ạ, thấy còn khá là nguyên vẹn đẹp ha. Đó, những cái vân trống trượt cầm khá là êm và bám tay luôn anh em. Trên cái phần cán thép này thì cái này là cái vết chóc xi thôi anh em nha. Chóc xi ha, cho anh em thấy còn thẳng tắp, không bị cong vênh móp mó gì hết anh em, méo mó gì hết. Đây, hàng bãi thì hàng này nó không có được bảo quản kỹ anh em, nhiều khi nằm ngoài mưa ngoài gió anh em cũng thông cảm ha, nó bị chóc xi thôi ạ, không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng của sản phẩm anh em đâu. Đây, còn về đầu búa này nè, đó khá là đẹp ha. Cái mặt đóng này nè, láng mịn luôn ha. Đầu nhổ lên anh em, sắc bén luôn, không bị dập, không cong vênh gì ha. Trọng lượng của cái này thì nó nặng khoảng là 700g nha anh em, 7 lạng ha. Đấy, cũng khá là lớn đây nè, khá là lớn so với những dòng búa đinh thông thường ha. Anh em nào có nhu cầu những cây búa lớn thì anh em mình nên chốt những cái này ha. Mã số 2, giá là 250.000 anh em. Em qua mã sản phẩm tiếp theo. Số 3 sẽ giới thiệu anh em là một cái tay quay. Một cái tay dặn vít đó anh em, nhưng mà dạng quay ha, quay như thế này anh em ha. Hình thức còn khá là mới. Cây này á là lúc mà em mua về là em thấy nó là của Sunflat của Nhật anh em. Nó có cái vỏ ha, nó có cái vỏ nhựa và giấy giống như này nè nè. Nhưng mà nó cũ quá rồi nên là em bỏ đi luôn ha. Em còn cái tay quay như thế này thôi nè. Thì đây, anh em có thể mình rút ra này. Em ra này. Mình quay ha. Đó. Nó có cái vỏ hộp bên ngoài thì cũ, nhưng mà cái hình thức cây này bên trong em thấy còn khá là đẹp anh em. Về kích thước của nó này, chiều dài của nó khoảng tầm 20 cm anh em nha. Thiết kế của nó là bằng thép. Và cái tay quay chỗ này em thấy thiết kế nó bọc cái lớp nhựa anh em nha. Lớp nhựa này. Đây, có cái vân vân bám tay này, khá là chắc chắn luôn. Còn cái những cái nút xi này là sáng mịn luôn anh em nha. Đấy, hàng khá là mới luôn. Anh em sử dụng cho chui vít cá chui lục giác là 6.35mm nha anh em. Đấy, hoạt động hoàn hảo luôn anh em. Thì em sẽ test quay cho anh em mình xem. Em ví dụ nè, anh em có một cái mũi vít có cái chui lục giác là 6.35. Anh em mình để vào ha. Để khóa, để mở hoặc là đóng khóa thì anh em này, mình nhấn lên như thế này anh em. Đó. Đó. Rất là chắc chắn anh em, không rơi rớt nha. Này, em dùng một cái lực em kéo rất là mạnh, không rơi rớt luôn. Này. Đây anh em, mình quay thôi. Đó, hoạt động ngon lành anh em nha. Quay ngược, quay xuôi đều ok, nhẹ nhàng. Đó. Lấy ra lấy vào. Anh em mình nhấc lên như thế này. Hoạt động hoàn hảo nha anh em chốt cái này báo giúp em mã số 3. Clip số 53. Giá 150.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo. Mã số 4 sẽ giới thiệu đến anh em một cái cặp vít của nhà quẹt xe anh em. Đây. Một cặp vít của nhà quẹt xe bao gồm hai cây, là một cây dạng hồ lô và một cây dạng thẳng ha. Tất cả là đều của nhà quẹt xe hết. Đầu này là đầu ba ke BH2 và đầu này là đầu vít dẹp anh em. Cây ba ke thì có chiều dài khoảng tầm là 20 cm. Cây vít dẹp có chiều dài khoảng tầm 22 cm anh em nha. Đầu tiên về cây ba ke nè, thì cái chui cán của nó có dạng là hồ lô, còn hình thức còn khá là mới anh em. Đây, này là bọc cao su ha, cầm rất là bám tay, rất là êm luôn. Quẹt xeo này nè,
của Nhật ha. Đây ạ. Về phần thân cán của nó thì còn luôn cái vỏ bọc bằng nhựa này nè. Cái mũi vít này, anh em thấy này. Khá là ok ha. Đó. Còn về cây vít dẹp anh em, chỗ này cũng là thiết kế bọc cao su này, cao su non hay sao anh em, cầm rất là mềm luôn nha, cầm rất là mềm luôn. Cái đầu nó là đầu đóng anh em ha. Đó. Mẹ xeo anh em. Đây. Chuben ha. Đầu vít dẹp này. Đó. Ok ngon nè. Một cặp này em đang để với giá là 250.000 cho một cặp anh em nha. Anh em chốt cặp này báo giúp em mã số 4 clip số 53. Giá 250.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo. Số 5 sẽ giới thiệu đến anh em là một cây kìm nhọn của nhà Roto anh em. Roto đây ạ, USA ha, USA. Đây. Nó dính dầu thôi anh em nha. Cây này có chiều dài của nó là 17,5 cm anh em. Khoảng là 17,5 cm ha. Hình thức thì cũng còn khá là ok. Này, thông tin của sản phẩm này. Đây, Roto USA Professional gì đây anh em ha. Đây. Về chi tiết này. Đó. Cái cán nó em thấy vẫn còn ok nè. Cũng có những cái vết trầy, những cái vết cắn nhẹ nha. Tuy nhiên không có rách hoặc là nứt quá sâu anh em nha. Còn về phần thân kìm nè, đây, cũng nguyên vẹn ha. Đây mũi kìm đây, khít sát đây. Đấy, răng lợi nè. Đấy, đẹp okay, anh em. Anh em chốt cây này báo giúp em mã số 5, clip số 53. Giá là 150.000 ạ. Đây, anh em xem kỹ hàng một lần nữa này. Đó. Video em quay rất là kỹ nha. Anh em mình vui lòng mình xem thật là chi tiết giúp em. Để mình xem cái sản phẩm đó mình có thật sự mình ưng ý hay chưa thì mình ủng hộ em ha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo. Số 6 sẽ giới thiệu đến anh em là một cây kìm của nhà Fujia nè. Đây, của Nhật nha. Fujia. Chuẩn nội địa Nhật luôn anh em. Logo nội địa Nhật ha. Đây ạ. Cây này với hình thức nó còn khá mới luôn đó nè. Đây. Cái size của nó là 19 cm ha. Anh em xem hình thức các cạnh góc cạnh này. Đây. Đầu tiên là cái phần cán này. Anh em thấy khá là mới ha, cái này dính keo nè. Đây, em vệ sinh em lâu lâu là nó ra rồi. Đó này. Phần cán đẹp anh em nha. Này cũng dính keo thôi nè. Mình về mình vệ sinh ra ha. Đó. Cán khá là đẹp luôn. Em chưa nhận thấy được cái dấu hiệu rách hoặc là nứt vào sau bên trong. Nên là khi anh em làm điện mình cũng đảm bảo cái độ an toàn ha. Về mặt kìm này. Đó, ok ha. Về răng này nè. Cái này răng lợi con đẹp này. Hàng này có thể là người dùng trước người ta dùng lướt qua thôi nè. Em thấy nó còn khá là đẹp á. Em sẽ test qua dây điện cái phần lưỡi cắt phụ cho anh em mình xem ha. Đây nè. Ngọt ngào ha. Em thử cắt dây đôi anh em. Cắt dây đôi cho anh em mình xem ha. Đây, ngon lành luôn anh em. Đây, em xem ha. Đây, một cây kìm cắt Fujiya của Nhật ha. Giá của nó là 200.000. Mã số 6, clip số 53 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo là mã số 7 sẽ giới thiệu đến anh em một cái cây kìm cốt. Kìm bấm cốt anh em. Với cái hai size nhỏ ha.
1.25 và 2 chấm anh em. Cây này là của nhà Izumi ha, một thương hiệu của Nhật anh em. Với hình thức cũng khá là mới. Chiều dài của nó là khoảng 18,5 cm. Size khá là nhỏ gọn luôn. Anh em sử dụng cho hai đầu cốt là 1.25 và 2 này nè. Đầu tiên là về phần cán thì phần cán em thấy được bọc nhựa anh em. Đây. Cũng còn khá là nguyên vẹn ha. Đây, hai phần cán cầm tay này. Phần thân này. Anh em quan sát kỹ giúp em, không có sự này gãy nứt, dấu hiệu gãy nứt gì ở đây hết anh em. Đó. Giúp cho anh em mình sử dụng được cái sản phẩm rất là bền, rất là có lực ha. Đây, đây là lò xo bung nhảy tốt anh em. Đây là cái phần hàm của nó này. Đó, còn đẹp luôn anh em. Đó, lò xo bung nhảy tốt. Bung nhảy tốt ha. Đây này. Anh em nào có nhu cầu dùng những cái kìm bấm cốt cá size nhỏ gọn như thế này thì ủng hộ em ha. Mã số 7 giá của nó là 220.000 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo. Số 8 sẽ giới thiệu đến anh em một cái sản phẩm khá là quen thuộc của bên em anh em. Một cái mỡ ốc đa năng của Thụy Điển anh em nha. Một cây mỡ ốc đa năng của Thụy Điển ạ. Đây này. Đấy. Cây này gọi là mỡ ốc đa năng tại vì á là một cái sản phẩm như trên cái thông số của sản phẩm người ta giới thiệu này, một cái sản phẩm có thể thay thế cho nhiều cái cờ lê mở lết khác nhau với các size khác nhau, có nghĩa là nó có thể mở cho anh em những cái đầu ốc bu lông có size từ 3 cho đến 24 ml anh em nha. Từ 3 đến 24 ml. Em sẽ lấy cái sản phẩm bên trong ra em giới thiệu cho anh em mình ha. Đây anh em. Cái sản phẩm bên trong nó rất là nhỏ gọn như thế này này. Đây ạ. Chiều dài của nó thì khoảng là 20 cm anh em nha. Với cái thiết kế của nó giống như là cái cây mỏ lết vậy nè. Nó có cái đầu vặn ra vặn vô như thế này này. Đó. Để anh em xếp đến cái con ốc nó phù hợp ha. Thì như em nói trên thông số nó sẽ có là cái size nhỏ nhất là 3 ml và size lớn nhất là 24 ml anh em. Thiết kế bằng thép đen, rất là chắc chắn anh em nha. Đây. Hàng này là hàng chưa qua sử dụng nha anh em. Hàng bãi ha, nhưng mà chưa qua sử dụng, hình thức nó còn rất là mới. Thì trên bề mặt của nó sẽ có hai cái chia độ nè, quên hai cái chia số nè nè. Thì bên này là hệ mm và bên này hệ in. Đó, anh em sử dụng hệ nào thì dùng cũng được hết nha. Sweden anh em, của Thụy Điển ha. Ở bên dưới là cái logo của sản phẩm anh em. Tại vì hàng này là hàng mới chưa sử dụng nên là em chưa có bóc cái lớp tem này ra ha. Đó. Con lăn nè, bạn rất là trơn tru luôn anh em. Anh em điều chỉnh đến cái kích cỡ phù hợp ha. Và thiết kế của cây này nó đặc biệt ở một chỗ nè. Anh em thấy nó không có phải dạng thẳng hoàn toàn anh em. Ở cái đầu lớn nó có một cái góc cong 15 độ so với mặt phẳng bên dưới. Nên là khi anh em mình thao tác mình không có bị cấn cái tay ở dưới nè anh em nha. Đó. Cái thiết kế của nó rất là thông minh ha. Đây. Cây này còn nguyên cái vỏ hộp của nó anh em nha. Đây, nguyên cái bộ sản phẩm của nó này. Giá là 470.000, mã số 8 anh em. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Những cây này nó khá là tiện dụng anh em nha. Mình sử dụng có một cây, mình để trong nhà hoặc là mình để đi đường hay sau đó nó rất là tiện dụng anh em.
tại vì là mình không còn quá nhiều cỡ lê mỏ lết khác nhau, nó nặng và nó rườm rà ha. Mình dùng một cây này mình có thể mở rất là được rất là nhiều size ốc và bù lông khác nhau rồi. Tiếp theo mã số 9 giới thiệu đến anh em là một cây kìm đóng mở phe của nhà Snap-on ha. Đây, Snap-on anh em nha. Đó, hàng của Snap-on nhìn vào nó chất lượng cực kỳ anh em ha. Từ cái chất thép cho đến cái phần cán bao tay của nó này nè, rất là dày dặn, cầm khá là êm luôn ấy. Với cây này anh em có thể sử dụng cho hai cái tính năng đóng và mở này, bằng cách anh em đảo chiều ốc với nhau ha. Cái dạng mũi của nó là dạng mũi cong anh em nha. Đấy, hình nó khá là đẹp luôn. Về kích thước của nó này, có chiều dài khoảng 17cm nha anh em. Này, anh em xem các góc cạnh của nó này. Đó, đẹp anh em ha. Và điều quan trọng của nó là anh em kiểm tra phần mũi này. Đây, anh em thấy không? Cái mũi của nó khá là đẹp nè, rất là chắc chắn luôn ấy. Khoảng 1 ly anh em nha, nhỏ hơn 1 ly luôn ấy, khá là nhỏ nè. Phần cán nè, rất là dài dặn anh em ha. Này là dính mực gì đó thôi anh em, chứ không phải là nứt gì đâu nha anh em. Dính cái vết mực gì đó thôi ạ. Phần cán rất là đẹp luôn, dài dặn chắc chắn, cầm rất là êm luôn nha anh em. Đây, để mà này, đó, này là để anh em mình đóng hay là mở vậy nè. Tại vì thật sự em cũng không rành lắm. Và khi anh em mình đảo chiều ngược lại này, như thế này anh em đó. Phải vậy ông ta. Tại vì là thật sự em cũng không có rành lắm nè. Em cũng không biết thế nào là đóng hay... Đây đây đây, chắc là em nhầm rồi. Ủa mà đúng không nhỉ? Nói chung là em biết là nó là hai chức năng đó anh em, hai chức năng. Anh em đảo chiều hàng ốc qua lại ha. Đây ạ. Mã số 9. Cây này giá của nó là 150.000 anh em nha. Cái này là dạng mũi cong nha anh em. Rồi, ở đây em có một cây tương tự mã số 10 anh em, nhưng cái dạng mũi của nó là mũi thẳng anh em nha. Đây, anh em mình có thể mua về nguyên cặp ha. Nguyên cặp thì rất là tiện. Anh em muốn cong, muốn thẳng thì cũng đều được, đều có nè. Chiều dài của nó là khoảng 17,5cm anh em nha. Hình thức cũng còn khá là đẹp. Cái cán nó cũng như cây kia nè, rất là dài, cầm rất là êm. Và phần cán đẹp, không có dấu hiệu rách nứt gì anh em nha. Những cái này dính dầu, dính sơn thôi. Anh em mình về vệ sinh ra ha. Nó cũng tương tự cây kia nè. Anh em mình đóng mở bằng cách đảo chiều con ốc này ha. Đây ạ. Đây, snap on anh em nha. Cái đầu của nó này nè. Đây, cũng khoảng 1 ly anh em nha. Khoảng 1 ly ha. Nên anh em xem kỹ cái phần đầu giúp em nha. Rất là chắc chắn luôn anh em.
đó. Anh em chốt cái này, bảo giúp em mã số 10, clip số 53. Giá của nó là 450.000. Anh em mình có thể lấy luôn một cặp 9 và 10 này nè. Đây. Nó cũng cùng size với nhau, là thứ nhất nó cùng size với nhau, thứ hai nó cùng thương hiệu, và nó là hai cái dạng khác nhau, một dạng mũi thẳng và dạng mũi cong ha. Đó. Thì anh em mua lẻ hoặc là mua cặp đều được anh em nha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Số 11 sẽ giới thiệu đến anh em một cái kìm mỏ quạ của nhà Roto anh em. Đây. Roto, một thương hiệu của Mỹ ha. Nó có chữ USA ở gần đây nè nè. Tuy nhiên nó cái bị cái nó bị mờ anh em, nó bị mờ những cái vết nám của sắt thép, nó làm mờ đi, mình không còn thấy cái chữ đó ha. Đây. Với cái size còn khá là vừa tay luôn. Tổng chiều dài của nó là 25 cm ạ. Đó, hình thức là như thế này anh em. Chất thép của nó cầm rất là đầm tay ha. Về cái phần cán của nó này, đây thì em thấy phần cán cũng có những cái vết trầy anh em nha. Đây là dính cái sơn màu xám này. Anh em về mình vệ sinh ra nha. Đây. Đây à, mình về mình vệ sinh ra ha. Đây. Cũng có một số vết trầy cắn nhẹ thôi anh em. Tính ra thì cũng chưa có dấu hiệu là rách hoặc là nứt gì quá sâu đâu anh em nha. Này, có những vết cắn trầy nhẹ, cầm còn rất là êm tay anh em. Phần thân của nó này, thì cái điều chỉnh của nó với dạng cái mắt cá, mắt xương cá nè. Này, mang cá, sorry anh em. Này. Đó. Em có thể điều chỉnh nhiều cái kích cỡ mở khác nhau ha. Đây nè. Thì khi mà em mở hàm tối đa của nó, em đo được là khoảng 3,5 cm nha anh em. Về phần hàm của nó này, hàm dưới đẹp nè anh em. Này là hàm trên này. Hàm trên có, em thấy có trầy nhẹ ha. Trầy nhẹ ở cái chỗ này anh em. Đó. Tuy nhiên anh em mình mua về mình sử dụng tiếp vẫn rất là ok anh em nha. Anh em chốt mã này báo giúp em mã số 11, giá của nó là 250.000 anh em. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. 12 sẽ giới thiệu đến anh em một cây mỏ lết của nhà Lotte ha. Con tôm đây nè, một thương hiệu của Nhật, rất là nổi tiếng của Nhật ha. Đây ạ. Cây này em thấy hình thức còn khá là mới nè. Mã của nó là UM30 anh em nha. Size của nó thì khoảng tầm 20 cm này. Chiều dài của nó nè. Thì em thấy cái ngoại hình của nó cũng tương đối nè nè. Nước xi còn sáng mịn ha. Đây. Chưa có cái dấu hiệu bong tróc nhiều nha nè. Đây ạ, hàm thì khít xác này. Đó. Còn lăn chân tru anh em nha. Này, trên cái phần hàm của nó này. Này là chóc xi thôi anh em, chứ không có phải là cắn mẻ gì đây. Anh em khi mà anh em nhìn cái chiều này nè. Này anh em thấy nguyên vẹn ha. Này là cái vết chóc xi bên trong thôi ạ. Tương tự này cũng có cái vết khờ nhẹ nè. Đó. Thì nó có một cái số vết con ở ngoài thôi, nó không có đáng kể gì lắm anh em nha. Có thể là do người sử dụng trước người ta dùng quá lực hay sao đó nè. Thì nó ảnh hưởng đến cái phần mềm một tí ha. Cây này anh em có thể mở cái kích thước lên được là 3 cm nha anh em. Khá là nhỏ gọn luôn ha. Này, con lăn thì trơn tru này nè. Là em thấy nó cũng khít xác anh em. Thì như em nói ha, nó bị
còn nhẹ ở ngoài thôi nè, cũng không có đáng kể gì đâu nè. Anh em mình mua về mình tiếp tục sử dụng ok nha. Mã số 12, giá là 250.000 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo 13 sẽ giới thiệu anh em cũng là một cây mỏ led của nhà Lotte luôn, với cái size này nhỏ hơn anh em, hình thức cũng còn khá là mới ha. Này, riêng cây này nó còn nguyên cái lớp nhựa bên ngoài này nè. Đây, mã cổ hiệu của nó là, em nhìn cũng không rõ nữa nè, UM24 anh em nha. Cái size này là UM24 đó nè, với hình thức còn khá là mới. Tổng chiều dài của nó là 15cm anh em. Anh em nào có nhu cầu sử dụng những cây mỏ led mà nhỏ gọn ha, với cái thiết kế của nó cũng là thiết kế kiểu như mà nó nhẹ đây nè, nó rỗng những cái phần thân giúp cho cái cây mỏ led của mình cầm được nhẹ nhàng hơn ha. Em thấy cái tình trạng của nó còn khá là đẹp, cái nước xi còn sáng bóng luôn, chưa có dấu hiệu bong tróc gì nhiều đâu anh em nha. Đây, đây, rất là đẹp ha. Cái phần vỏ nhựa này thì cũng có những cái vết cắn nhẹ ở ngoài vỏ nhựa này. Đây, tuy nhiên không đáng kể đâu anh em ơi, mình cầm cũng rất là êm tay nha. Con lăn hoạt động trơn tru này, phần hàm đẹp nè anh em. Đây, cây này hàm đẹp quá ha. Khi em mình mở rộng ra thì em đo được cái kích thước của nó khoảng tầm là 25cm anh em. Sorry anh em, 25mm tương ứng với 2,5cm ha. Đây, hàm khi mà đóng lại nó cũng khít xác anh em, có một con số vết cón nhẹ ngay chỗ này này, nó không có đáng kể đâu anh em ơi. Tại vì nói chung là hàng đã qua sử dụng ha. Tuy nhiên là em cũng chọn lựa khá là kỹ, với cái hình thức nó còn đẹp này, còn hơn 80% ha. Đó. Anh em mình tiếp tục sử dụng ok nha. 130.000 anh. Sorry anh em, số 13, 180.000 ha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo, số 14. Thì khác với những cái hai cái dòng trước là dòng miệng mỏng và cái thiết kế nhẹ anh em, thì đây là cái cây của tớp, nó sẽ có cái thiết kế là nó dày dặn và nó chắc chắn hơn, dành cho những anh em dùng cho công việc nó nặng hơn anh em ha. Đây, của tớp anh em, một thương hiệu của Nhật ha, với cái dòng thép đen cao cấp anh em nha, rất là dày dặn luôn nè. Cây này nó có cái tổng chiều dài ha là 22,5cm rồi nè. Đó, với hình thức của nó này khá là đẹp anh em. Anh em nhìn cái chất thép đen của nó này, anh em thấy nó trâu bò và nó rất là chắc chắn ha. Anh em mình sử dụng những cái làm trong cái điều kiện mà nó nặng ha này, ok ha. Đây, anh em thấy hình thức còn rất là đẹp luôn. Đây, hàm thì khít xác anh em nha. Này ạ, con lăn trơn tru anh em nha. Này, phần hàm của nó này nè. Đây, cái này hàm đẹp nè nè. Khi mà anh em mở hàm ra tối đa thì em đo được là khoảng là 3,5cm đây nè. 3,5cm cũng khá là lớn luôn. Đó, anh em đang sưu tầm những cái dòng tốt ha, anh em mình có thể mình mua. Tại vì cây này em thấy khá là đẹp, mình sưu tầm ok này. Tuy nhiên anh em mình mua về mình sử dụng, mình thích những cái hàng chất lượng, mình sử dụng cho những công việc nặng của mình thì cũng rất là ok anh em nha. Mã số 14 giá 350.000 anh em ơi, 350.000. Khá là tiết kiệm hơn nhiều so với em mua cái sản phẩm này mà mới ha. Tại vì cây này em thấy là nó cũng
tương đối, nó không quá cũ, nó không quá xấu đâu nè, rất là tương đối, rất là đẹp ha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo, mã số 15 là một cây mỏ lít răng của nhà Roto anh em. Đây, chất liệu là hoàn toàn bằng thép anh em nha, cán bằng thép, răng hàm bằng thép anh em. Nên là một điều anh em cầm vào thì thấy rất là nặng tay này, rất là nặng tay. Tuy nhiên đổi lại là nó cực kỳ chắc chắn anh em, cực kỳ chắc chắn và bền bỉ anh em nha. Tổng chiều dài của nó là 31,5 cm anh em. Đây, em xem các góc cạnh của nó này. Đó, ok ha. Mở hàm này nè, mở hàm cũng trơn tru anh em nha. Tuy nhiên nó có một cái lỗi của nó là cái phần răng của nó không đẹp anh em, phần răng cây kìm này không được đẹp. Và giá bán hôm nay là giá thanh lý cho anh em mình mua về mình sử dụng anh em. Đây, hàm dưới thì tương đối nè, anh em thấy cái hàm dưới nó tương đối khá là ok luôn đó, anh em thấy không ạ? Tuy nhiên cái hàm răng phần trên này nè, đây, nó bị lỗi chỗ này anh em ơi, anh em thấy không ạ? Nó bị lỗi phần này đó. Tuy nhiên còn lại là vẫn còn sử dụng rất là tốt anh em. Đây, còn lại em thấy nó còn khá là ok đấy. Đó, chứ con lăn ra vào thì rất là trơn tru anh em. Nói chung là cây này rất là ok đấy, anh em mình mua về mình sử dụng ok, ngon lành. Mình sưu tầm thì nó chưa được đẹp thôi. Độ mở hàm cũng rộng nè, khoảng là 7 cm ha. Em đang thanh lý với giá là 180.000. Đây nè, mình khóa lại chắc chắn nha nè. Mã số 15 em đang thanh lý với giá là 180.000. Anh em mình mua về mình sử dụng ha. Made in USA, của Mỹ anh em nha. Nên là khi mà nói về cái chất thép của Mỹ thì cực kỳ chắc chắn anh em. Em qua mã sản phẩm tiếp theo, số 16. Số 16 giới thiệu đến em một cây khóa anh em, của nhà Super Tool nha. Đây, một cây khóa Super Tool. Với cây này nếu mà tính ra nó có 5 cái đầu khóa khác nhau, là bao gồm một cái đầu số miệng nè, số 12. Bên đây gồm hai cái đầu khóa tự động là số 8 và số 13. Bên này hai cái khóa tự động nữa là 10 và 14 anh em. Như vậy anh em mình có thể sử dụng cho các số nè, 10, 8, 10, 12, 13, 14, 8, 10, 12, 13, 14 đó. 5 số đó anh em nha, của Super Tool ạ. Hình thức này, cây này cũng còn tương đối anh em nha. Tổng chiều dài của nó thì khoảng là 17 cm anh em. Hình thức thì còn cũng ok này. Phần thân thì cái nước suy nó còn sáng bóng anh em. Phần hàm của cây này cũng còn đẹp này. Này, thao tác nhanh luôn anh em ha. Với cái hàm của nó là hàm thao tác nhanh anh em. Đó, về các đầu vòng của nó này, đây anh em, khi mình sử dụng cái đầu lớn á anh em, thì cái này nó tự động nó nhắn vào ha. Đây, nó nhắn vào anh em để mình sử dụng được cái đầu lớn, hoặc là mình sử dụng cái đầu nhỏ thì nó nằm bên trong rồi anh em ha. Tương tự cho bên này cũng vậy anh em. Đó, anh em mình nè, hoạt động ok ha. Mình đảo chiều nha anh em. Cái này hơi cứng anh em nha, kiểu như hàng để đây, hàng để lâu em chưa có kịp bôi dầu nhớt đó, nó hơi cứng anh em.
anh em mình sử dụng một thời gian là nó mềm lại ha. Đó. Nó không có cái dầu nhớt á nè. Anh em thấy không ạ? Anh em thông cảm ha. Đó. Anh em mình rắc qua rắc lại vài lần là ok anh em. Đấy. Tại vì nó không có dầu nhớt, anh em nghe cái tiếng ken két của nó đó. Về mình tra thêm dầu nhớt vào cho nó anh em nha. Sử dụng ngon lành. Hoạt động hoàn hảo anh em, không có lỗi làm gì đâu ạ. Mã số 16, giá của nó là 200.000 anh em. Năm đầu số ha. Gồm 4 đầu tự động và 1 đầu miệng anh em nha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 17 giới thiệu đến anh em là một cây khóa của nhà Asahi. Đây, một thương hiệu nội địa Nhật anh em. Hình thức còn khá là mới luôn nè. Size của nó là size 22 anh em, 22 nha. Gồm một đầu vòng và một đầu miệng anh em. Đấy, hình thức còn khá là mới luôn, nước xi sáng bóng các góc cạnh anh em xem ha. Chiều dài của nó này nè, khoảng tầm 30 cm ạ. Đây anh em thấy nước xi của nó sáng bóng nè. Phần miệng này nè. Đấy. Đầu vòng cũng rất là đẹp ha. Đây nè. Made in Japan ha. Này, đó. Anh em chốt mã này báo giúp em mã số 17, giá của nó là 150.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo, mã số 18, ở đây em có một số cây lẻ của nhà Asahi anh em. Đây. Một số cái khóa lẻ anh em nha. Đây. Asahi Tool ha. Đây. Nó sẽ bao gồm là hai cái đầu vòng số 10, số 12 nè. Một cái đầu vòng số 21 nè. Hai cái chìa khóa miệng số 12 và 14 anh em. Đây ạ. Tình trạng thì em thấy nó cũng còn khá là mới. Đây, em sẽ đo cái kích thước từng cây cho anh em mình xem ha. Mười bốn cm, 23 cm và 18 cm anh em. Đó. Với tình trạng của nó anh em mình xem này, khá là mới luôn. Này em thấy nè. Đó, khá là mới ha. Ba cái chìa khóa lẻ nè. Thì ba cây này em đang để với giá là 150.000 cho ba cây, mã số 18. Anh em nào đang còn cái những cái số này nè. Những cái số như là 10, 12, 14, 21 nên em ủng hộ em ha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. 19 sẽ giới thiệu đến anh em một cây khóa vòng của Snap-on với hai cái đầu khóa là 13 và 15 anh em. Này. Cây này hình thức còn khá là đẹp luôn nha. Kích thước của nó nè. 24,5 cm ạ. Hình thức còn khá là mới đẹp anh em. Này. Nước xi sáng bóng ha. Em chưa thấy có dấu hiệu bong tróc gì nhiều anh em. Thì cũng có những cái vết khờn, những cái vết trầy nhẹ thôi anh em nha. Đây các đầu miệng, các đầu vòng của nó này nè. Mã số 19, giá của nó là 260.000 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo. Mã số 20, giới thiệu với anh em là một cây khóa cũng Snap-on lên anh em. Snap-on ha. Với cây này đầu khóa vòng của nó là vòng tự động anh em nha. Đây ạ. À.
hoạt động hoàn hảo ha. Tuy nhiên cây này hệ in anh em nha, hệ in nè. Đầu này là đầu 3/8, đầu này là đầu 7/16 anh em. Đó. Hình thức cũng còn khá là nguyên vẹn đẹp anh em, không có dấu hiệu nứt gãy gì ha. Đây anh em xem kỹ giúp em nha. Đây. Chiều dài của nó anh em khoảng tầm là 15,5 cm ạ. Các cái đầu khóa của nó còn khá là đẹp nè. Anh em nào mình đang sử dụng hệ in hoặc là mình đang sưu tầm hệ in, mình đang cần cái size này ủng hộ em ha. Mã số 20 anh em, giá 180.000 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo, mã số 21 sẽ giới thiệu đến anh em là một cái cặp cờ lê của nhà KTC. Này. Với hai cái số nó giống nhau là số 17 và 19 anh em. Thì nó sẽ rất là phù hợp với anh em nào đang sử dụng rất là nhiều cái size này ha. Size 17 và 19. Đây. Cái dòng của nó là dòng S2, KTC S2 1719, là đầu 17 và đầu 19 anh em. Với tình trạng là hàng còn khá mới, có thể là hàng chưa qua sử dụng đó nè. Cái lô hàng này là chưa qua sử dụng luôn anh em, xem hàm của nó nè. Mới nguyên luôn ha. Đây ạ. À. Hai cây giống nhau nha nè. Kích thước của nó thì khoảng là 19 cm ạ. Anh em nào mình đang có nhu cầu sử dụng nhiều cái size này ủng hộ em ha. Một cặp của nó bao gồm hai cây giống nhau anh em. Mã số 21, giá 150.000 cho một cặp hai cây ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo anh em. 22 sẽ giới thiệu đến anh em một cái còn xiếc của nhà Tone anh em. Đây Tone Japan ha. Chuẩn cái logo nội địa Nhật, cơ khí Nhật anh em. Cây này hình thức nó còn khá là mới luôn này. Đây nè. Đây, nước xi của nó sáng bóng đẹp luôn anh em nha. Cái đầu vàng của nó này. Nên anh em nghe cái tiếng kêu của nó này nè. Đó. Em đảo chiều ha. Đó. Cây này hình thức nó khá là mới luôn. Anh em mình mua về sử dụng ngon lành nha. Sử dụng hoặc là mình sưu tầm đều ok anh em nha. Chiều dài của nó thì khoảng là 27 cm anh em, 27 cm. Tình trạng là nước xi sáng bóng này nè. Đây. Rất là đẹp luôn. Đầu cái thép đen này anh em này thấy chắc là dùng lướt thôi, chưa có cái dấu hiệu mà khờn hoặc là trầy mặn gì đâu anh em ha. Ở đây em sẽ test qua cái khẩu cho anh em mình kiểm tra nè. Đây em cũng có một cái khẩu đầu 1/2 này. Đây anh em. Đó. Ok, ngon lành anh em. Không rơi rớt khẩu ha. Đó. Ngon lành nha anh em. Mã số 22, giá của cây này là 300.000 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. 23 sẽ giới thiệu đến anh em là một cây kìm bấm của nhà Dunlop gì đây anh em. Đây. Đây cũng là một cái thương hiệu cổ của Mỹ ha. Made in USA anh em. Đây. Cũng là một cái cây kìm rất là xưa. Thì không biết là các anh em mình sưu tầm những cái kìm chết xưa thì mình có cái dòng này chưa anh em, hoặc là mình có đang sưu tầm cái dòng Dunlop này không ha. Này, em thấy nó còn khá là đẹp luôn ấy. Này, cái chui của nó, cái chui điều chỉnh của nó là thiết kế khá là lạ so với những cái cây thông thường mà mình hay gặp anh em. Cây này nó có cái kích thước là 24 cm ạ.
dầu một lẫy ha, những đời đầu, những cây kim bấm đời đầu anh em. Đây, anh em xem tình trạng của nó xung quanh này. Những cái cây đời đầu thì chất thép của nó khá là tốt anh em, không có dấu hiệu nứt gãy ha. Đây ạ. Các chi tiết còn rất là ok nè, những con ốc cũng không có mà rơi rơi gì đâu anh em nha. Đấy, cực kỳ chắc chắn ạ. Phần hàm của nó này, răng hàm cũng đẹp anh em nha. Đây, cũng có những cái số vết cắn nhẹ bên này này. Đây, tuy nhiên không đáng kể đâu anh em, với một cây kiềm cổ mà hình thức như thế này thì khá là đẹp ha. Nó cực kỳ phù hợp với những anh em mình sưu tầm anh em. Anh em mình sưu tầm những cái dòng kiềm bấm của Mỹ ha. Đây, đó anh em. Mã số 23 anh em, giá của nó là 800.000. Nó rất phù hợp với anh em nào mình đang sưu tầm ha. Hoặc là mình mua về mình sử dụng đều ok anh em nha. Tại vì những cái chức năng của nó hoàn hảo hết, nó không có lỗi lầm gì anh em nha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. 24 sẽ giới thiệu đến anh em là một cây búa rìu của nhà Edwin anh em. Này là hàng mới, lô hàng này là hàng mới chưa qua sử dụng anh em nha. Còn nguyên cái tem của nó này, Edwin Made in the USA. Này, có nghĩa là cái thương hiệu này nó chỉ sản xuất độc quyền ở Mỹ thôi nè. Made in the USA ha, chỉ có duy nhất Mỹ thôi anh em ha. Không có nhượng quyền hoặc là bán thương hiệu anh em. Cây này hình thức còn khá là mới, chưa qua sử dụng luôn ạ. Anh em thấy cái độ mới của nó này. Số lượng này em có không nhiều đâu anh em nha. Thì anh em nào mình chốt sớm thì là ok nha. Tại vì số lượng em về những cái này không nhiều. Tổng chiều dài của nó là 33cm anh em. Phần cán ha, này là nó đúc nguyên khối luôn anh em, đúc nguyên khối bằng thép luôn á. Rồi cái cán của nó là bọc cao su anh em. Đây, lớp cao su còn mới này. Đó, còn luôn mấy cái vết phay nè anh em. Đây, anh em thấy cái độ mới của nó nha. Đây, USA anh em ha. Phần cán của nó là bằng thép này, có cái nước sơn ánh kim màu xanh ha. Trên này có cái tem bên trong này, có cái tem bên ngoài này, có luôn cái tem ở đây ha. Đấy. Về phần lưỡi rìu này nè, này chưa qua mài dũa gì hết, anh em mình về mình sử dụng mình mài dũa lại ha. Ở đây có một cái đầu búa này, cái mặt búa đóng này nè, cái mặt rìu này ha. Đây, cái chiều này thì nó khoảng tầm 16cm này, cái lưỡi cắt của nó thì khoảng là 9,5cm này nè. Và ở đây có thêm một cái đầu nạy đinh anh em nha. Đây, rất là chất lượng anh em nha. Những cây này nè thì nó cực kỳ chắc chắn cái này, tại vì nó đúc nguyên khối đó, cực kỳ chắc chắn và chất lượng luôn. Anh em chốt cây này báo giúp em mã số 24 anh em. Mã số 24, clip số 53 ha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 25 sẽ giới thiệu đến anh em một cây kéo bếp của Đức anh em. Đây, cây này với hình thức còn khá là đẹp anh em nha. Đây, nó còn luôn cái nước sơn của nó màu xanh này. Thì thông thường những cây nó còn ít nước sơn quá thì em sẽ vệ sinh cho nó sạch luôn ha, nó bay mất cái lớp sơn luôn. Tuy nhiên em thấy cây này cái nước sơn của nó còn ok, em để lại cho anh em mình sử dụng luôn ha. Thì cây đầu tiên em đo cái kích thước của nó thì khoảng tầm là 21-20cm anh em. 20 hoặc hơn 20 tí, 20,5 ấy.
này. Thiết kế chung của cái bếp thì chỗ này là có cái phần mà khui nại hộp anh em nha. Phần kẹp anh em, đây, phần kẹp ha. Và phần lưỡi cắt của nó sẽ bao gồm một cái lưỡi cắt có cái dạng bánh răng này nè, và một cái lưỡi cắt dạng thường nha. Đây ạ. Cái lưỡi cắt của cái bánh răng này nó sẽ chống trượt anh em, nó giúp chống trượt, nó giúp mình khi mình cắt những cái bọt mà có cái dạng tròn á, nó hay bị trượt ra ngoài á, thì nó hạn chế cái trượt đó nè. Đây. Em sẽ test qua giấy cho anh em mình kiểm tra nè. Đây, đây có giấy nè. Đó, cắt rất là ngọt ngào luôn anh em. Em test hết cái chiều dài của lưỡi nha. Đây. Ok anh em nha. Cây này, những cái cây này nó bén lắm anh em. Đây em test qua cây em ni lông kính cho nè, mình kiểm tra luôn nè. Đây nè. Cực kỳ sắc bén ha. Cây này hình thức nó còn khá là mới nè, cái lưỡi kéo nó còn khít luôn ha nè. Anh em mình về mình sử dụng một thời gian thì nó nhả ra ha. Đây, em thấy nó còn rất là khít luôn nè. Đây anh em thấy không ạ? Anh em thấy cái nghe cái tiếng của nó không ạ? Đó. Mã số 25 anh em. Cây này của Đức anh em nha, Hemani của Đức nha anh em. Cái dòng kéo này thì quá thân thuộc với anh em rồi ha. Mã số 25, giá là 250.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. 26 em giới thiệu đến anh em một cây ke gốc của nhà Sinhwa nè. Sinhwa ha, thương hiệu của Nhật anh em nha. Này là cây ke gốc đa năng, thì anh em có thể ke được cái nhiều cái gốc. Gốc vuông nè anh em. Hai gốc vuông này, gốc 135 độ và gốc 45 độ anh em. Đó. Và bên trong nó có những cái gốc ke phụ luôn anh em nha. Kích thước của nó này, chiều này có khoảng là 17 cm, chiều này thì khoảng là 10 cm anh em nha. Đây, với hình thức của nó này còn khá là láng mịn anh em nha. Đây, các cái vân vạch số bên trên này nè còn rất là rõ luôn ha. Này, các cái góc cạnh của nó sắc sảo này này, khi anh em đặt trên bề mặt này đó, anh em thấy không ạ? Rất là vững anh em nha. Đó. Mã 26 giá của nó là 250.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. 27 em giới thiệu đến anh em là một cây cảo chữ H của nhà Super nè. Đây. Đó, cái hình thức của nó là còn khá là mới luôn. Khá là mới luôn anh em. Size rất là nhỏ nha. Size nhỏ này cực kỳ hiếm nè. Mà rất là đẹp luôn ấy. Chiều dài của nó là khoảng 8 cm anh em nha. 8 cm ạ. Này. Các chi tiết của nó là còn đầy đủ anh em. Thứ nhất là cái thanh này, thanh quay nè nè. Đây. Hai cái chấu hai bên này. Rất là mới luôn. Cái nước gam đen ở ngoài nó còn nguyên anh em nha. Đây em sẽ lấy những cái chi tiết bên trong đây cho anh em mình kiểm tra nè. Để em quay cái chi tiết ngoại hình xung quanh của nó cho anh em mình xem trước nha. Đây. Tất cả các bề mặt này nè. Super ha. Những con ốc của nó zin nguyên luôn nè anh em nha. Đó. Không có dấu hiệu nứt gãy gì anh em nha. Rồi. Em lấy ra bên trong.
Đây nè. Này, made in Japan ha. Này, các chi tiết của nó là còn đầy đủ hết anh em nha. Đó. Made in Japan anh em. Anh em thấy các cái mấu cảo của nó này. Đây. Đấy, thấy hàng khá là mới luôn ha. Chưa có dấu khơn, dấu sử dụng luôn đó nè. Về cái bánh răng của nó anh em xem kỹ nè. Đấy. Không có mẻ, không có bị khẩn gì hết anh em. Chân chu nha. Đây nè. Đó. Cảo này em đang để với giá là 470.000, mã số 27 anh em nha. Anh em mình mua về mình sử dụng hoặc là mình sưu tầm đều ok nha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo, mã số 28. Giới thiệu đến anh em là một cái đe anh em, một con đe hàng Nhật bãi nha. Này là trong lô hàng Nhật anh em. Đây, hình thức khá là đẹp luôn. Nước sơn màu xanh của nó là sơn zin anh em nha. Cái size đe này khá là lớn này, em sẽ cân cái trọng lượng của nó. Hai ký tám nha anh em. Con đe này 2,8 kg ha. Nên em xem giùm em tất cả các góc cạnh của nó này. Nó có thiết kế dài dài khá là đẹp ha. Ở dưới đế thì có những cái lỗ để anh em bắt ốc này. Và anh em thấy cái mặt đe này còn khá là mới luôn, còn những cái vết vân phay luôn này nè. Này có một cái lỗ nhỏ nên em để búa để chi tiết nhỏ ha. Em đo kích thước của nó nè, em thấy chiều dài của nó là khoảng là 23 cm này, bản rộng của nó đây khoảng là 5,5 cm này, chiều cao của nó là 8,2 cm anh em nha. Cây này rất là đẹp luôn nè. Nó nhỏ nhưng mà cầm lên nó khá là nặng tay anh em nha. Tới 2,8 kg còn 3 kg một con đe nhỏ xíu như thế này nè. Đó. Anh em nào có nhu cầu mình ủng hộ em. Mã số 28, giá của nó là 800.000 anh em nha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo, mã số 29 anh em. Ở đây giới thiệu với anh em một cây ơ tô nha. Con này cái size nó khá là bự nè. Để em dọn gọn qua để em giới thiệu anh em được kỹ càng hơn nha. Đây, một con ơ tô anh em. Khá cái size này nó khá là lớn. Em sẽ cân cái trọng lượng của nó trước anh em nha. Cây này nặng 5,2 kg anh em ơi. Nặng 5,2 kg nha. Một con ê tô của nhà Van Lith anh em. Rất là đẹp luôn. Đó. Bây giờ em quay các cái góc cạnh của nó trước nha. Anh em để ý kỹ giúp em. Tại vì là hàng nặng anh em, nên là cái thời gian em cầm lên nó cũng hạn chế. Anh em mình xem kỹ giúp em nha. Thì cũng đảm bảo cho anh em tất cả. Thứ nhất, nước sơn của nó là nước sơn zin. Thứ hai là nó không có cái dấu hiệu nứt gãy gì giữa các chi tiết này hết anh em. Đây anh em xem các góc cạnh nha. Đặc biệt là phần đế nè. Các cái góc cạnh của nó nè, không có dấu hiệu nứt gãy gì ha. Con này là hình thức nó còn khá là mới luôn này. Cái hàm của nó rất là đẹp anh em. Em sẽ mở hàm ra cho anh em mình xem nha.
Này, em mở hàm ra tới đây thôi nha. Anh em mình có thể mở ra thêm ấy. Này. Thôi em chỉ mở ra tới đây thôi. Em mở ra tới đây thôi nha anh em. Anh em mình muốn mở ra thêm mình có thể dao động được thêm cỡ khoảng 1-2 cm nữa ha. Đây nè, anh em thấy cái hàm này rất là đẹp luôn nha. Ở dưới này có thêm một cái hàm nhỏ lên em kẹp những cái ống tròn anh em. Đó, anh em thấy hàm đẹp ha. Hàm kẹp ống tròn ở dưới này nè. Con lăn của nó này, cái bánh lăn của nó này, ok anh em nha. Không có nứt gãy gì ở đây hết anh em. Đó. Độ mở hàm cũng khá là lớn luôn này. Em mở ra được là khoảng 11 cm đó nè. 11 cm ha. Cái bề ngang của nó nè nè. Là khoảng là 10,5 nha, 10,5. Ở dưới đây có một cái con đê nhỏ, cái mặt vuông, cái cạnh của nó khoảng là 4,8 cm anh em nha. Đó. Cây này là hình nó còn khá là mới luôn. Anh em mở ra, đóng vào là nhẹ nhàng anh em nha. Hàm của nó khít xác nha nè. Đẹp ha. Phần đế của nó này. Đế của nó là anh em có thể xoay nha. Em ví dụ anh em mình đang cố định trên cái mặt phẳng nó là như thế này anh em. Đây, nó có những con ốc cố định phía dưới này. Anh em mình muốn xoay theo một cái hướng khác, anh em mình mở ra nè. Đây, anh em mình mở ra, anh em mình xoay ha. Xoay đến cái hướng là anh em cảm thấy nó phù hợp rồi đó. Thì anh em mình khóa lại nha nè. Đó. Chắc chắn đây nè. Chắc chắn nha. Đó, anh em mình khóa lại. Đó. Anh em chốt cái con eto này. Đó, giúp em mã số 29 anh em. Mã số 29, clip số 53 ha. Và đây cũng là cái sản phẩm cuối cùng của clip ngày hôm nay. Cảm ơn anh em chú bác đã theo dõi hết clip ha.